Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. 65.000 người bị lũ lụt ở Dương Giang bao vây. Kính thưa quý vị khán giả, theo Southern Metropolis Daily, do ảnh hưởng của rãnh gió mùa, trời đã mưa rất to ở Dương Giang trong những ngày gần đây. Trời mưa trong 18 giờ liên tục, từ 23 giờ đến 8 giờ 17 phút ngày thứ ba, và lượng mưa đạt mức kinh ngạc 650mm, vượt kỷ lục về lượng mưa tại địa phương, gây ra thảm họa lũ lụt nghiêm trọng trong thành phố. Thống kê sơ bộ về thiệt hại kinh tế trực tiếp lên 127,5 triệu nhân dân tệ. Theo thống kê, trong đợt thiên tai này, có tổng cộng 36 thị trấn trong thành phố bị ảnh hưởng với dân số 318.300 người, 29 làng bị lũ bao vây, hơn 65.000 người bị mắc kẹt và 551 ngôi nhà bị sập. Thảm họa đã khiến 13 người chết và 412.660 hecta cây hoa màu bị ngâm. Một học viên Pháp Luân Công ở Quảng Đông đã cung cấp cho phóng viên thông tin về thảm họa lũ lụt ở thành phố Dương Giang năm ngoái. Truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng tin tức hàng trăm nghìn người bị mắc kẹt trong lũ lụt ở Quảng Đông và Quảng Tây. Bước vào mùa mưa lũ, nhiều tỉnh thành phố ở Trung Quốc phải chuẩn bị phòng chống lũ lụt. Những ngày qua, mưa lớn đã gây lũ lụt ở Quảng Đông và Quảng Tây, gây thiệt hại về người và của. Hiện đã có 4 người chết và hàng trăm nghìn người đang bị mắc kẹt trong vùng lũ, tổn thất hơn 100 triệu nhân dân tệ. Trận mưa xối xả ở huyện Yanbai, thành phố Mao Minh, tỉnh Quảng Đông đã gây ra thảm họa. Hơn 1.100 ngôi nhà, 60.000 hectare đất canh tác và nhiều bờ sông bị lũ cuốn trôi, khiến 9 người chết, 3 người mất tích và nhiều người khác bị thương, và hơn 12.000 người bị ảnh hưởng. Khó khăn, thiệt hại về kinh tế lên tới 120 triệu nhân dân tệ. Tại thành phố Dương Giang, 350.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 150.000 người bị mắc kẹt. CNN đưa tin, một số khu vực phía nam sông Dương Tử, mưa lớn thường xuyên xảy ra và thời tiết mát mẻ hơn ở phía bắc trong cùng thời kỳ. Hai ngày qua, lượng mưa ngày ở Chu Hải đạt 643,5mm, lượng mưa một lần trong 300 năm và thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 100 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, lượng mưa ngày ở Thâm Quyến là 274,4mm. Điều này cũng phá vỡ kỷ lục lịch sử. Từ 3 ngày nay, hầu hết Giang Nam, hầu hết phía Nam Trung Quốc Quý Châu, phần phía Nam của lưu vực Tứ Xuyên và phần phía Nam của Quảng Tây đã trải qua những trận mưa lớn xối xả, ảnh hưởng đến 800.000 hectare cây trồng ở Zhangjiang, Mao Minh và Zhangjiang, với thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 400 triệu nhân dân tệ. Mới đây, một quá trình mưa lớn diện rộng đã xảy ra ở khu vực phía Nam, hơn 1 triệu người ở miền Trung và miền Nam Giang Tây bị ảnh hưởng, 480.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 200 triệu nhân dân tệ, lượng mưa lớn nhất, mạnh nhất và dài nhất trong năm nay. Trong 7 ngày qua, mưa lớn liên tục tiếp diễn, các nhánh của sông Lưu Giang ở Quảng Tây đã trải qua trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử và lũ xuất hiện trên một số phụ lưu của sông Hoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, năm nay trên mảnh đất này lại tiếp tục diễn ra một lần nữa. Người dân địa phương phàn nàn rất nhiều và họ bàn tán rằng chúng tôi đã phạm tội gì vậy, thần trừng phạt Dương Giang. Lũ sông Hoàng Hà khó kiểm soát và hồ chứa Xiang Lang Ji lần đầu tiên được đưa vào kiểm soát lũ. Thưa quý vị, năm nay tình hình kiểm soát lũ lụt ở sông Hoàng Hà vẫn còn rất nghiêm trọng. Lần đầu tiên là Wuxian Luhun, 4 hồ chứa được điều động cùng nhau để phát huy hết chức năng kiểm soát lũ của hồ chứa. Năm nay, hồ chứa Xiang Lang Ji sẽ chính thức được đưa vào kiểm soát lũ lụt của sông Hoàng Hà lần thứ 2 sau 10 năm. Điều này sẽ cải thiện đáng kể tỷ lệ sử dụng của khả năng kiểm soát lũ lụt. Sau khi điều động chung 4 hồ chứa, tổng lượng lũ tích có thể lên tới khoảng 13,5 tỷ mét khối. Trước khi hoàn thành hồ chứa Xiang Lang Ji, 3 hồ chứa là Samesia, Luhun và Wuxian chịu trách nhiệm chính trong việc giữ lại các trận lũ lớn ở hạ lưu sông Hoàng Hà. Theo người phụ trách, việc vận hành chung 4 hồ chứa có thể nâng cao tiêu chuẩn phòng chống lũ lụt ở hạ lưu sông Hoàng Hà từ sự kiện xảy ra trong 60 năm hiện nay lên mức xảy ra hàng nghìn năm.
Đây cũng là một bước đột phá lịch sử trong lịch sử quản trị sông Hoàng Hà. Đồng thời, mặc dù sức mạnh tổng thể của việc kiểm soát lũ sông Hoàng Hà hiện nay đã được nâng cao đáng kể, nhưng tình hình kiểm soát lũ của sông Hoàng Hà vẫn không khả quan, không thay đổi. Lũ lớn hình thành bởi ba nhánh sông Hoàng Hà là Jihe, Luo và Khuenhe vẫn chưa xảy ra. Dưới sự kiểm soát hiệu quả, lũ vẫn là mối đe dọa đối với lưu vực sông Hoàng Hà. Mưa xối xả ở tỉnh sát biên giới Việt Trung, nhiều người chết mất tích. Quý vị thân mến, trận mưa lớn trên diện rộng đã làm hư hại đường xá, cầu cống cũng như các cơ sở viễn thông và điện lực ở huyện Khâu Bắc của Châu Tự Trị dân tộc Choang, Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách biên giới với Việt Nam khoảng 130 km về phía Bắc. Tân Hoa Xã đưa tin, ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong trận mưa xối xả khắp miền Nam Trung Quốc ngày hôm qua. Trong số này có 18 người chết trong hai vụ sập nhà do lở đất ở tỉnh Phúc Kiến, gần bờ biển phía đông của Trung Quốc, 5 người khác chết và 3 người mất tích ở tỉnh Vân Nam, cách đó khoảng 1.200 km ở Tây Nam Trung Quốc. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, 5 trẻ em bị nước lũ cuốn trôi ở huyện Tân Thành thuộc vùng Quảng Tây, 4 người chết và một số người sống sót. Trận mưa đã làm hư hại đường xá, cầu cống cũng như các cơ sở viễn thông và điện ở huyện Khâu Bắc của tỉnh Vân Nam, cách biên giới với Việt Nam khoảng 130 km về phía Bắc. Theo Tân Hoa Xã, tại Phúc Kiến, 15 nạn nhân được tìm thấy trong một tòa nhà xưởng bị sập và 3 người khác trong một tòa nhà dân cư bị sập. Mưa lớn bắt đầu vào tối hôm trước, một ngày tại huyện Vũ Bình, cách thành phố ven biển Hạ Môn khoảng 210 km. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy đường phố ngập trong bùn lầy và một số đoạn đường bị cuốn trôi một phần. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, đợt mưa đã làm hư hại mùa màng, gây mất điện và phá hủy 49 ngôi nhà trong huyện. Hơn 1.700 người đã phải sơ tán. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm qua đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt ở các tỉnh miền Nam. Dự báo thời tiết cho thấy mưa dữ dội sẽ trút xuống 8 tỉnh ở miền Nam Trung Quốc trong những ngày tới ở Giang Tây, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam và Quý Châu. Mực nước sông ở các tỉnh này có khả năng tăng lên đáng kể và kích hoạt báo động lũ lụt. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến Giang Tây để hướng dẫn công tác ứng phó lũ lụt sau khi cử một nhóm khác đến Vân Nam hôm qua để kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 về lũ lụt ở một số con sông tại đây. Trong khi đó, tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam, vào chiều tối ngày hôm nay đã xảy ra mưa lớn gây ngập úng tại nhiều tuyến phố. Lượng mưa đo được cao nhất lên đến 140mm tại quận Cầu Giấy, vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực phía Nam khu vực Đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên từ chiều ngày hôm nay đến ngày mai, thành phố Hà Nội sẽ có mưa rào, có nơi mưa to kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh. Hôm nay, Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt khi mưa lớn kỷ lục trút xuống một số khu vực miền Nam nước này. Hôm nay, theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng Trung Quốc, những trận mưa như trút nước sẽ trút xuống các khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quý Châu và Vân Nam trong 24 giờ tới, khiến cơ quan này phải gia hạn cảnh báo vàng cấp độ 3 của mưa lớn. Ngoài ra, cảnh báo cam cấp độ 2 về lũ lụt ở các vùng núi đã được Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Thủy lợi ban hành. Tân Hoa Xã cho hay, các nhóm chuyên gia đã được cử đến Quảng Đông và Quảng Tây để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm giám sát thiên tai, tuần tra đê điều, hồ chứa và ngăn chặn lũ lụt. Các thành phố lớn ở tỉnh Quảng Đông, bao gồm Quảng Châu và Chu Hải, đã công bố kế hoạch đóng cửa các trường tiểu học và trung học cơ sở, cũng như các phương tiện giao thông công cộng trước những trận mưa bão mạnh nhất năm 2022, gây nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất. Các chuyên gia bày tỏ tin tưởng rằng với một cơ chế ứng phó khẩn cấp hoàn thiện hơn và sự chuẩn bị sớm, Quảng Đông khó có thể lặp lại thảm kịch Đại Hồng Thủy ở Trịnh Châu năm ngoái. Các nhà dự báo thời tiết ở Quảng Đông cho biết tỉnh này dự kiến sẽ có mưa lớn trong ngày tới, trong đợt mưa có thể là mạnh nhất, rộng nhất và kéo dài nhất trong năm nay, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục hàng ngày ở một số nơi trong khu vực. Theo Hoàn Cầu Thời báo, hơn 50 cảnh báo mưa bão đã được đưa ra ở Quảng Đông, trong đó có 11 cảnh báo đỏ cấp độ 1. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát mưa bão, lũ lụt 4 cấp theo màu sắc, với cấp độ 1 màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là cam, vàng và xanh. Hai ngày qua, gần một nửa số thành phố và huyện trong tỉnh Quảng Đông chìm trong những trận mưa như trút nước, không có dấu hiệu suy yếu.
để giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Quảng Châu và Chu Hải, hai thành phố lớn của Quảng Đông đã ra lệnh cho tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở tạm dừng các lớp học, đồng thời khuyến cáo người dân làm việc tại nhà và hạn chế ra ngoài trừ khi cần thiết. Các tuyến xe buýt công cộng và tàu điện ngầm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã bị đình chỉ. Chính quyền Quảng Châu cũng khuyến cáo người dân mua thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống trong 2 ngày để đề phòng, được thông báo và chuẩn bị đầy đủ. Nhiều người dân Quảng Châu nói đùa rằng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức họ vui mừng trước cơn mưa hơn là sợ hãi, bày tỏ niềm tin và phản ứng nhanh chóng của chính quyền trước những rủi ro tiềm ẩn. Giải thích về lý do mưa lớn bất thường ở Quảng Châu vào thời điểm này trong năm, Wang Wenchen, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, thông thường, gió mùa của Trung Quốc là từ Thái Bình Dương mang theo một lượng lớn hơi nước. Khi không khí nóng và ẩm gặp không khí lạnh từ phía Bắc, nước này sẽ tạo thành mưa lớn. Quảng Đông và Quảng Tây của miền Nam Trung Quốc là cửa ngõ đón những đợt gió mùa như vậy. Do đó, lượng mưa sẽ tương đối lớn về quy mô và số lượng. Ông Wang Genchen lưu ý rằng, thông thường mùa mưa bão ở Trung Quốc xảy ra vào tháng 8 và tháng 9, nhưng năm nay lại sớm hơn. Nguyên nhân là do các phong lạnh ở các vùng phía Bắc Trung Quốc tồn tại lâu hơn và mạnh hơn những năm trước tràn xuống miền Nam và gặp gió mùa. Các khu vực cấp tỉnh khác ở Nam hoặc Tây Nam Trung Quốc như Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu đã chìm ngập trong những trận mưa như chút nước. Theo dữ liệu của thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, lũ lụt cho đến nay đã ảnh hưởng đến 6.618 người. Tuy nhiên, ông Wang tin rằng các tỉnh miền Nam nước này đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó với thời tiết khắc nghiệt như vậy và các cơ chế ứng phó khẩn cấp đã tương đối hoàn thiện ở đó, nên khó có khả năng đợt mưa lần này sẽ gây ra thiệt hại lớn như những gì Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã trải qua vào tháng 7 năm ngoái. Đợt mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào Trịnh Châu dẫn đến lũ lụt kỷ lục, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân. Gần 15 triệu người bị ảnh hưởng, 398 người chết và mất tích ở Hà Nam. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 120 tỷ nhân dân tệ, khoảng 17,8 tỷ đô la Mỹ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.